Tao quen, tôi muốn trả thù ông vụ tô hôm bữa. Tôi muốn đuổi hình bắt chữ vũ trụ Skibidi. Wow, ngày hôm nay đuổi hình bắt chữ vũ trụ Skibidi sao các bạn nghe cũng hấp dẫn đó. Nhưng mà tôi cũng dễ dàng giành chiến thắng ông thôi hai chi à. Ông đừng có tự cao, vì hôm nay đó chính là ở mức độ siêu khó luôn á. Và tôi sẽ là người giành chiến thắng ngày hôm nay. Cái gì cơ? Hachi nói Hachi sẽ là người giành chiến thắng nha các bạn. Trời ơi, mắc cười quá đi à. Hay là bây giờ mấy bạn cái với tôi không? Mình hay là Hachi mới là người giành chiến thắng. Mấy bạn cũng có thể tham gia trò chơi đuổi hình bắt chữ này cùng với mình nha. Nếu các bạn trả lời đúng những câu đố trong video này thì mình sẽ thả tim cho tất cả các bạn luôn nha. Trò chơi bắt đầu. Được rồi, với cái lượt đầu tiên của mình thì mình tự tin là mình có thể sẽ đoán được hả chị ạ. À, lần này thì ông sẽ coi tôi nè, tôi đoán hơi bị dữ luôn nha. Được rồi, vào trong ơi. Hay chưa, đây là lượt đầu tiên của mình các bạn nha. Đây là nhân vật nào? À đù, ở đâu ra một cái con mèo gì ở đây vậy ta? Kế bên này là một con chó mặt ngu ngu kìa. Rồi bên này là một cái mấy cái viên gì đó. Với lại một người đàn ông. Ủa, đây là bức ảnh gì vậy trời? Thấy chưa, trò chơi mới bắt đầu tôi đã quằn rồi đó. Ừ hé, tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy cái trò này bắt đầu khó rồi đó nha. Hay là bây giờ mấy bạn hãy like và đăng ký cho mình cái đi các bạn. Nếu các bạn like và đăng ký, nhiều khi mình sẽ có động lực để mình suy nghĩ được cái này đó. Wow, các bạn đang like và đăng ký quá trời các bạn nha. Cho nên bây giờ tôi sẽ bắt đầu đoán thử cái này nha. Cái này là một cái con mèo với một cái bàn tay đang đụng vô cái mặt nó, nên cái mặt nó đang buồn ngủ nè. Cho nên mình sang suy nghĩ, có vẻ cái động tác này động tác sờ mèo đúng không ta? Ở bên đây là một cái con chó mà cái mặt nó ngu ngu, nhưng mà ở cái bên nó có chữ Kiki. Có vẻ là cái tên con chó này là chữ Ki đó các bạn à. Rồi tới cái này là viên bi nè. Còn cái người đàn ông này đang gọi là đang đi bộ nè. Ghép lại bốn cái chữ này. À, mình biết rồi các bạn à. Câu trả lời đầu tiên của mình đó là Skibidi. Wow, câu đầu tiên ông trả lời hay vậy Sầu Yên, đúng rồi đó. Wow, các bạn à, chỉ mới câu đầu tiên là mình đã trả lời đúng luôn kìa. Vậy là mình đã dẫn trước Hachi 1-0. Ông đừng có làm đắc ý, trò chơi mới vừa bắt đầu mà thôi. Giờ tới lượt của tôi nè. Để ông coi ông làm khó tôi được cỡ nào, tôi biết hết trơn tới bọn kia đi đó rồi. Ghê vậy ta, vậy thì bây giờ mời ông vô cái cổng số 1 để coi ông biết được cái con đầu tiên của tôi là cái gì hả chị? Được rồi, đi thôi. Đi thì đi nè, vô nè. Và đây chính là cái nhân vật mà mình dành cho chị, chính là bộ cờ với những cái gọi là mấy cái khói trong Minecraft này. Bây giờ đố ông đoán được tên này là gì không? Đây chính là cờ vua hả? Còn bên đây chính là mấy bờ lóc trong Minecraft sao? Cờ vua với bờ lóc là cái gì ta? Không lẽ đây là một cái anh hùng quý tộc gì đó mới có cờ vua trong đây á ta? Cái này cờ này lóc. À, tôi biết rồi, đó chính là lóc men đúng không? À đồ, Hachi ghê vậy ta. Tôi Hachi đã đoán được câu trả lời đầu tiên của mình đúng rồi các bạn à. Tôi biết ngay mà, nhìn bộ cờ với mấy bờ lóc mà tôi biết liền mà. Vậy là bây giờ tỷ số đang là 1-0 của các bạn à. Được rồi, bây giờ đến lượt của mình. Được rồi, bây giờ đến chỗ số 2, mình nghĩ là mình sẽ dễ dàng vượt qua thôi các bạn ơi. Tới mày số 2, tôi đó ông đoán là được luôn á, đi thôi. Đồ hả, chỉ thách thức mình kìa các bạn. Được rồi, bây giờ qua bên đó coi có cái gì nè. Hay chưa, bây giờ đã đến lượt của mình các bạn à, để coi. Hả, cái quái gì vậy trời? Cái này là mấy cái giò tín hiệu đồ nè. Rồi cái này là khóa học, trời ơi trời. Hồi xưa tôi học ngu quá lắm nên bây giờ tôi nhìn vô đây tôi không có hiểu gì hết trơn á. Còn bên này là một cái ô sao? Các bạn ơi, các bạn nào đoán được cái này không? Trời ơi, Sầu Yên làm gì biết được cái này. Các bạn fan nào bạn biết á, nhớ comment bên dưới cho Sầu Yên thấy hết hồn chơi đây. Ai, ông đừng có khinh thường tôi nha. Chết rồi, nhưng mà mình bây giờ mình không có biết được luôn. Mấy bạn giúp cho mình với mấy bạn ơi. Ờ, cái này là một cái giò tín hiệu mà người ta hay kêu là cái radar nè. À, radar, đúng rồi. Và đây là một trong cái công thức trong khóa học nè. Mà mấy bạn fan nào, mấy bạn đã học tới lớp 8 thì có thể mấy bạn đã biết được cái công thức này. Bạn nào mà đã học tới lớp 8 mà học tới công thức này rồi, các bạn hãy comment bên dưới cho mình nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ công thức này chính là đi phosphor beta oxit. Còn bên này là một cái ô nè. Nếu bây giờ mình kết hợp ba cái chữ cái này lại với nhau thì cái này là radio, là tính chữ ra nè. Còn cái này là đi phosphor beta oxit thì bỏ nguyên dòng kia cứ đi thôi nè. Còn bên đây là cái ô, mình để là chữ ô thì kết hợp ba chữ lại đó chính là radio. Cái gì, sao mà Nguyên làm được chuyện này vậy? Tôi để khó lắm á. Tỷ số đang là 2-1 các bạn ơi. Thôi giờ ông bắt đầu vòng mới đi, tôi sẽ giành chiến thắng. Được rồi, qua vòng tiếp theo thôi. Được rồi, tới vòng 2 tôi chắc chắn sẽ dẫn chứ ông lại thôi. Được rồi, ngon thì cứ nhào vô vòng 2 đi nè. Vô này Hachi ơi, coi vòng 2 như thế nào nè. Đây chính là câu hỏi vòng thứ 2 dành cho Hachi nè. Bây giờ tôi đố ông có thể đuổi hình bắt chữ được những cái nhân vật này đó nha. Chiến cơm hả? Đám đông hả? Một tớ nhện á. Rồi cơm nè. Rồi cái này là 8 người nè. Còn tớ nhện đó chính là computerman đúng không? Anh đâu?
rõ ràng là mình nghĩ cái này khó lắm luôn á. Trời ơi, cái này dễ mà. Trời ơi, hai chị hay quá vậy các bạn. Vậy là tỷ số tiếp tục cân bằng là 2-2 rồi. Tại chưa, tôi ông chịu thua ông được đâu. Giờ tới vòng tiếp theo là ông sẽ thua thôi. Vậy tiếp theo mình thua sao? Dễ gì đúng không các bạn? Qua tới cái vòng số 3 này thì tôi chắc chắn là tôi sẽ vượt qua một cách đơn giản như hai vòng trước thôi ha chị à. Thôi bây giờ làm lẹ vô luôn nè. Vô thôi. Được rồi, bây giờ tiếp tục đến được cái của mình các bạn à. Bây giờ là cái gì đây? Hả? Cái quái quỷ gì vậy trời? Rồi tự nhiên ở đâu ra có lá bài ở đây? Tiếp tông cho Minecraft nè. Anh chàng có cơ bắp ở đâu ra nữa vậy ta? Thấy chưa, vòng này khó lắm đó Sầu Nguyên à. Hả? Đúng là khó thiệt luôn nha mấy bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mấy bạn coi ở comment bên dưới liền coi các bạn có biết không? Tới bây giờ tôi thấy câu này có vẻ là câu khó nhất trong cuộc thi ngày hôm nay luôn đó. Tôi comment bên dưới lẹ lên. Nhưng mà bây giờ làm cách nào để mình có thể biết được đáp án đi trời? Phân tích thử nha. Con bài này người ta hay là kêu là con ếch nè. Rồi ở bên đây là cái bích tông, rồi bên đây có cơ. À nhớ rồi các bạn ạ, cái con này người ta còn hay kêu là con xì á các bạn. Nếu bây giờ mình đọc ba cái chữ này lại với nhau là xì bích cơ, vậy là mình đã biết đáp án rồi, đó chính là anh xì bích cơ man. Wow, cái gì sao ông đoán được hay quá vậy? Khó vậy mà cũng đoán rồi. Được à? Cho nên là bây giờ tỷ số lại tiếp tục dẫn trước vậy tôi nè, 3-2. Bây giờ tới lượt của tôi nè Sao Quyên. Lần này tôi không muốn tốn thời gian đâu, vô chơi liền luôn nè. Vô nè hả chị ơi, bây giờ có kết quả này chúng ta chuẩn bị ra thôi. Ôi dạ, dạ tôi vừa vô mà, cái gì hả chị? Đây là ghi chém nè, mình thấy chữ gì nè. Rồi bên đây là Superman, là G-Man nè. Sao sao hả chị có thể suy luận một cách siêu tốc độ vậy? Trời ơi, dạ quá mà, tỷ số 3 đều ra mày tiếp theo đây. Trời ơi, các bạn coi kìa hả chị nhánh này chứ. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt của mình các bạn à. Ở lượt số 4 này tôi chắc chắn ông thua thiệt rồi. Hả? Nói là ở lượt số 4 này tôi thua sao? Không biết là bên trong đó có cái gì mà tại sao Hà Chi là khẳng định mình có thể thua đúng không các bạn? Cứ vào đi ông sẽ biết. Được rồi, vào thì vào, sợ ông hả? Vô nè. Hay chưa? Vào rồi các bạn ơi. Để coi ơi, đây là nhân vật gì trong Skibidi đây. Có một cái anh mặc bộ đồ kim cương nè. Rồi cái ông gì mũi dài ơi là dài. Còn cái này là bộ đồ gì nữa nè các bạn? Sao bộ này lạ quá vậy trời? Trong Skibidi có cái con nào như vậy luôn hả ta? Có chưa, con này chính là bộ não của Skibidi đó. Hả? Bộ não trong Skibidi luôn? Trời ơi, hả chị gợi ý tới vậy luôn rồi mà mình vẫn chưa biết cái nào luôn các bạn. Bạn biết các bạn comment luôn bên dưới giùm mình đi trời ơi. Bây giờ để coi coi xì tiếp. Anh mũi dài, một cái áo vậy. Trời ơi, sao bây giờ nãy giờ mình cứ ghép lại hoài không có được vậy ta? Không ổn rồi, bây giờ hay là tôi trả lời đại đi các bạn ơi. Cái này chính là anh TV Man này đúng không? Sai rồi. Hả? Sao mà sai được chứ? Giải tới trong này, đây chính là anh Bro nè, thấy không? Hả? Anh Bro sao? À, mình nhớ rồi, cái anh mặc đồ kim cương này người ta hay kêu anh là Bro các bạn nha. Mũi dài là gì đây, nó xạo bóc phét đó. Mình lấy chữ phét nha. Cái cuối chính là áo sơ mi nè, mình sẽ lấy chữ sơ nè. Hả? Lấy chữ sơ, nhưng mà phải từ từ. Nếu mà cái này là bro rồi bốc phét là lấy chữ phét, rồi bên là sơ thì ghép lại là chính là sơ kim đi tiến sĩ sao các bạn? Đúng rồi đó, giờ ông thấy cái trò này khó chưa hả? Tới lượt của tôi sẽ giành chiến thắng thôi. Ha ha ha, đi thôi. Cơ hội để tôi vượt qua ông đây Sao Quyên, đi rồi. Trời ơi, Hạ Chi đi lẹ vậy. Trời ơi, Hạ Chi đang gọi là có nguy cơ vượt qua mình rất là cao các bạn ơi. Tới phần đuổi hình bắt chữ tiếp theo của Hạ Chi rồi. Tôi đố ông đây là nhân vật nào trong Skibidi? Trời ơi, đàn ông nhìn như là khó tôi lắm hay sao á. Vậy thì bây giờ ông biết cái này là cái gì không? Trời ơi, cái này là tô bún riêu đúng không? Mình lấy chữ riêu thôi, chính là Real Man. Alo, cái gì đó? Sao Hạ Chi có thể trả lời một cách siêu lẹ dữ vậy các bạn? Tôi đã thắng hơn ông một điểm rồi đó. Vậy là mình thua Hạ Chi rồi sao? Trời ơi, không chịu đâu mấy bạn ơi. Tới vòng quyết định anh đây Sao Quy ơi, chắc chắn ông thua luôn rồi đó. Nằm mơ đi, vòng quyết định này tôi sẽ thắng mình lật kèo mà. Được rồi, tới lượt của mình vòng quyết định nè. Thôi, cay cú quá, cay cú quá. Bây giờ tới vòng số 5 rồi, bây giờ mình sẽ đi vào luôn. Mình không cần đợi ai chi nữa. Tới đây rồi, bây giờ là cái gì đây? Hả? Một quả cam. Rồi một chàng trai nhìn cô gái với gương mặt rất là đắm đuối. Rồi ở đây là một cái lối đi ra. Trời ơi, rồi bây giờ tôi thấy càng ngày tôi càng thấy nó khó nữa rồi nha. Cái này là trái cam nè. Rồi cái chàng trai này nhìn cô gái giống một cái kiểu si mê cô ấy vậy đó. Nhìn rất là đắm đuối luôn. Còn cái exit á, người ta hay kêu là đi ra các bạn à. Đây, các bạn đã. Tự nhiên sau khi mà tôi nói ba cái từ này ra thì bắt đầu tôi cảm thấy có gì đó cấn cấn rồi nha. Nếu mà cam nè, rồi si mê là mê nè, rồi exit là đi ra. À, tôi biết rồi hả chị ơi. Ông nghĩ là ông có thể thử thách tôi khó khăn tới vậy sao? Cái này là cameraman này đúng không? Trời ơi, câu cuối mà ông cũng trả lời được nữa hả? Đúng rồi, sao không trả lời được đúng không nè? Tỷ số đang là 4-0 rồi. Bây giờ là câu quyết định của Hachi.
không biết Hà Chi bây giờ chuẩn bị như thế nào rồi. Hà Chi ơi, ông chắc là hô rồi đúng không? Nằm mơ đi, nope. Vô tới nào. Ơi, Hà Chi vô luôn rồi sao? Đây là vòng cuối cùng các bạn ơi, hy vọng Hà Chi trả lời sai nghe chứ ơi. Đây là câu hỏi đuổi hình bắt chữ tiếp theo của ông đây. Và đây là nhân vật nào trong Skibidi, ông có thử đoán ra được không? Ủa sao trong Skibidi là có tô gà ta? Kỳ cục vậy trời. Ủa mà trong Skibidi cũng có đại ca giang hồ nó trời. Ủa chuyện gì vậy? Ông nghĩ là câu cuối cùng mà tôi để cho ông dễ dàng vượt qua vậy sao hả Chi? Bây giờ chỉ có cách là ông trả lời sai thì tụi mình hòa nhau là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tao ông im đi, để tôi phân tích được coi. Tô gà mà sao chữ T của ông to dữ vậy trời. Ôi ơi, hình như là Hà Chi hình như phát hiện ra được cái gì rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình nhớ, à nhớ rồi, anh này anh vi cá này đúng không? Ôi ơi, hình như là Hà Chi có biết được cái gì rồi kìa. Cái này là chữ T nè, cái này là chữ vi cá, là chữ vi nè đúng không? À tivi đúng không? Trời ơi mấy bạn ơi, Hà Chi trả lời đúng đấy, luôn rồi. Man. Trời, vậy là mình đã bị Hà Chi dẫn trước 5-4 rồi. Yeah. Vậy là mình thua cuộc sao mấy bạn? Leo thua cuộc rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, mình thua Hà Chi rồi. Thôi chắc là Hà Chi đã trả thù thành công sau video ngày hôm bữa rồi. Nên nếu mấy bạn muốn coi video đuổi hình bắt chữ YouTuber, các bạn có thể bấm vào cái bên này nghe. Còn bây giờ thì mình sẽ qua bên đó đây. Tạm biệt các bạn.